Hồng Nhung à? Xin chào chứ. Hai anh em hôm nay Xuân Hiếu với Hồng Nhung được đi chơi ngày hội văn hóa gia đình Việt Nam đây, kỷ niệm 10 năm đây. Hồng Nhung chuẩn bị đọc và diễn văn gì đấy? Con đọc gì ạ? Xin mời nhá. Nếu mà đọc phải đọc to lên cho các bạn nghe cùng nhá. Bắt đầu đi vào thăm ngày hội văn hóa gia đình ở Hà Nội này. Đấy. Cái này ra cho con. Tháo cái gì?